Sau lễ khai mạc, chủ nhà U9 huyện Châu Đức đã ra quân gặp đội U9 Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Vũng Tàu. Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả, trận đấu đã diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sai lầm của thủ môn bên phía Nguyễn Hữu Cảnh giúp U9 Châu Đức có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Nhưng rất nhanh đội khách đã tìm được bàn gỡ chỉ một phút ngay sau đó. Những diễn biến hấp dẫn tiếp tục diễn ra với các bàn thắng liên tiếp được ghi. Chung cuộc, đội U9 huyện Châu Đức vượt qua U9 Nguyễn Hữu Cảnh với tỷ số 4-2. Trước đó, đội U9 Vét Bà Rịa Vũng Tàu đã có chiến thắng đậm 5-2 trước U9 Hoàng Phát để tạm dẫn đầu bảng B.